họ hỏi là cảm nhận của anh về DSK như thế nào, thì anh không hiểu đây là câu hỏi về ý là tiêu cực là anh ấy có chuyện gì hay không, hay là hai người như thế nào, thì em không rõ được, thì em muốn trả lời cái câu hỏi này của các bạn khán giả đi. DSK thì tại vì đối với các bạn DSK nó giống như là một cái gì đó anh nghĩ DSK giống như là ở trong rap giống như là Mike Tyson của boxing vậy đó, nó là một cái gì đó nó huyền thoại. Anh thì từ trước tới giờ anh vẫn luôn dành cái sự tôn trọng nhất định cho DSK. Về phần với tư cách của một người viết nhạc đối với một người viết nhạc với một rapper như DSK, tại vì nhạc của DSK lúc nào nó cũng tinh khiết hết á, nó rất là thật, không phải thật nữa, nó kiểu như rất là bay bổng. Nhưng mà anh theo anh được biết thì DSK đang ở đâu đó trên Đà Lạt, kiểu như muốn trốn cái muốn trốn tất cả cái gì đang xảy ra, muốn có cái gì đó muốn lắng nhẹ lại. Nhàng muốn lắng lại, yeah. Muốn dừng lại, nhưng mà anh nghĩ đó là một cái sự đáng tiếc. Anh nghĩ DSK có thể làm được nhiều hơn như vậy, tại vì cái tuổi trẻ của mình còn dài lắm. Anh nghĩ như vậy là rất là đáng tiếc cho DSK nói riêng và cho cả rap Việt nói chung luôn. Thì anh không có đồng tình với cái việc DSK phải lên Đà Lạt, và có thể là cái đó là cái khoảng thời gian lặng của DSK để tìm nhiều cảm hứng hơn. Nhưng mà nếu mà mất DSK thì rap Việt cũng là cái mất mát cho rap Việt. Yeah.